biến môi thâm thành môi hồng chỉ sau 2 phút. Môi là một cơ quan rất nhạy cảm vì trong cấu tạo của nó không có tuyến nhờn tăng độ ẩm nên rất dễ bị khô ráp, bong chóc và nứt nẻ mỗi khi vào thời tiết khô lạnh. Đó cũng chính là nguyên nhân làm tăng tế bào chết trên đôi môi, khiến chúng bị nứt nẻ và mất đi sự tự nhiên. Bên cạnh đó, làn da ở môi rất dễ bị tổn thương do đây là nơi tiếp xúc của vị giác. Nếu vệ sinh răng miệng không sạch sẽ, làm vi khuẩn từ răng gây hại cho môi. Sau đây, kênh Phái Đẹp xin chia sẻ cùng các bạn các mẹo hay giúp môi luôn mềm mại, hồng hào, căng mọng, không bao giờ lo khô hay nứt nẻ, chảy máu bằng những nguyên liệu vô cùng quen thuộc ngay tại nhà. Mẹo thứ nhất, bạn hãy thoa kem đánh răng lên môi khoảng 5 phút, bất ngờ sẽ đến với đôi môi của bạn ngay sau đó. Bạn biết không, trong thành phần của kem đánh răng có chứa nhiều fluor, canxi, ancol, giúp lấy đi lớp sừng đã chết và đánh bật vi khuẩn có hại trên môi. Ngoài ra, các tinh chất có trong kem đánh răng thấm sâu vào môi, giúp môi luôn sáng và hết bị thâm. Cách làm như sau. Bước 1, bạn phải làm sạch môi. Bạn đảm bảo trên môi không còn dính một vết son nào. Bước thứ 2, bạn lấy tuýp kem đánh răng, cho một ít kem lên đầu ngón tay rồi thoa đều khắp môi. Bạn để nguyên 5 phút cho kem đánh răng thấm sâu vào môi. Sau đó, lấy bàn chải đánh răng lông mềm, nhúng vào nước ấm, chải nhẹ nhàng lên môi để lấy đi các lớp tế bào chết trên đôi môi. Cuối cùng, bạn hãy dùng khăn lau sạch và súc miệng với nước để loại bỏ hoàn toàn kem đánh răng sót lại. Nếu bạn kiên trì thực hiện cách này 2-3 lần trên một tuần, đôi môi nứt toác chảy máu sẽ biến mất hoàn toàn và thay vào đó là đôi môi căng mọng, mềm mại, tự nhiên, căng tràn sức sống. Tuy nhiên, bạn nên chú ý, ngoài cách trên, bạn có thể kết hợp kem đánh răng với dầu dừa hoặc dầu ô liu để vừa tẩy da chết, lại cung cấp dưỡng chất giúp môi luôn mềm mại. Cách làm cũng rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần lấy một chút kem đánh răng ra bàn chải, sau đó thêm một ít dầu dừa hoặc dầu ô liu rồi chải nhẹ nhàng lên môi như chúng tôi vừa hướng dẫn ở trên. Bạn cũng để hỗn hợp trên môi khoảng vài phút rồi rửa sạch. Cách này sẽ giải quyết tình trạng môi khô nứt nẻ một cách nhanh chóng và rất hiệu quả. Mẹo thứ hai giúp làm hồng môi là sử dụng chanh và mật ong. Ai cũng hỏi tôi dùng son dưỡng gì mà môi mềm lại hồng hào thế. Thực ra tôi chỉ đổ thứ này lên chanh rồi chà đúng 1 phút là có luôn đôi môi căng mọng và hồng hào. Nếu bạn dành 1 phút làm việc này mỗi ngày như tôi, bạn cũng sẽ bất ngờ vì đôi môi thâm sì bỗng được hồi sinh một cách thần kỳ đấy nhé. Đây là cách tuyệt vời để cải thiện đôi môi hồng hào mà không lo đau đớn hay tốn kém. Đảm bảo bạn sẽ thấy sự khác biệt chỉ ngay sau 1 phút đầu tiên thực hiện theo phương pháp này. Nguyên liệu bạn cần cho mẹo thứ hai này là một nửa quả chanh và một thìa mật ong nguyên chất. Cách để bạn thực hiện phương pháp này như sau. Bước thứ nhất, bạn làm sạch môi bằng nước ấm hoặc dùng bàn chải đánh răng lông mềm, chà nhẹ lên môi để loại bỏ tế bào chết. Bước thứ hai, bạn nhỏ mật ong lên mặt cắt của nửa quả chanh, sau đó chà nhẹ nhàng lên môi trong vòng 1 phút. Bạn lưu lại thêm 15 phút nữa trên môi rồi rửa sạch lại với nước. Bạn biết không, ngay lần đầu tiên sử dụng, bạn sẽ cảm nhận thấy đôi môi tươi tắn, mềm mại và căng mọng hơn hẳn. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng môi thâm, môi xỉn màu. Trong đó, phổ biến nhất là sử dụng nhiều son nhiễm trì, lười tẩy da chết cho môi hoặc có thể do hút thuốc. Trong quả chanh có chứa hàm lượng axit và vitamin C tự nhiên giúp làm sạch bụi bẩn, giúp lấy đi lớp da khô sần, làm cho môi thêm hồng hào. Chanh kết hợp với mật ong sẽ giúp tăng cường khả năng dưỡng ẩm cho đôi môi và làm cho môi trở nên căng mọng hơn bao giờ hết.
Ngoài cách trên, bạn có thể thoa một vài giọt nước cốt chanh trực tiếp lên môi trước khi đi ngủ mỗi tối. Bạn để qua đêm rồi rửa lại vào sáng hôm sau. Nếu bạn kiên trì thực hiện, 3 ngày sau, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ vì tình trạng môi thâm giảm rõ rệt. Môi lại trở nên mềm mại, mịn màng lên trông thấy. Bên cạnh đó, bạn đừng quên bổ sung nhiều loại trái cây, rau, củ và uống thật nhiều nước. Việc này sẽ giúp môi thêm mềm mại và cũng rất có lợi cho sức khỏe và làn da của chúng ta nữa. Hãy áp dụng ngay hôm nay bạn nhé! Mẹo thứ 3 mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó là dùng củ dền đỏ để lấy lại sức sống cho đôi môi. Củ dền đỏ có tác dụng làm đẹp bất ngờ hơn bạn tưởng rất nhiều đấy. Không chỉ là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, mà củ dền còn là nguyên liệu dưỡng da và làm hồng môi rất hữu ích. Loại củ này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, thành phần kháng khuẩn, làm dịu viêm, tránh nhiễm trùng và cải thiện làn da ngăm sạm, đôi môi thâm sần một cách đáng kể. Bên cạnh đó, củ dền còn có lượng vitamin C rất dồi dào, giúp tiêu diệt các gốc tự do, đẩy lùi sắc tố melanin, tẩy tế bào chết và làm sạch da, sạch môi từ sâu bên trong. Ngoài các công dụng thường dùng như làm trắng da, làm se kít lỗ chân lông hay trị mụn, củ dền còn có tác dụng làm hồng môi một cách nhanh chóng và rất hiệu quả nữa đấy. Hãy ra chợ mua ngay một củ dền về để biến đôi môi thâm sì trở nên căng mọng và chín đỏ ngay thôi. Cách để bạn làm hồng môi bằng củ dền cũng rất đơn giản. Bước thứ nhất, bạn cũng tẩy da chết bằng bàn chải lông mềm hoặc nhúng khăn vào nước ấm rồi chà lên môi nhiều lần. Bước thứ hai, bạn chỉ cần thái lát củ dền, massage nhẹ nhàng lên môi trong 5 đến 10 phút, sau đó rửa lại với nước. Để lưu giữ chúng cả đêm mà không bị xê dịch hay vương vú, bạn có thể ép lấy nước củ dền rồi thoa lên môi, sau đó bạn rửa lại vào sáng hôm sau. Nếu bạn kiên trì thực hiện, chỉ khoảng một tuần là bạn có thể thấy rất rõ sắc tố môi hồng hào và căng mọng. Trên đây là 3 phương pháp biến đôi môi thâm sì trở nên hồng hào và căng mọng. Chúng tôi vừa nêu trên 3 phương pháp này đều là 3 phương pháp rất đơn giản và dễ làm, nhưng hiệu quả của nó lại rất bất ngờ. Các bạn hãy chọn cho mình một phương pháp phù hợp rồi áp dụng ngay thôi. Tuy nhiên, để cho đôi môi luôn hồng hào và căng mọng, các bạn cũng nên lưu ý một số điểm sau trong quá trình chúng ta chăm sóc môi. Hầu hết các bạn nữ đều rất chăm chút cho làn da của mình, nhưng lại quên mất rằng đôi môi cũng rất cần được chăm sóc. Vậy các việc cần làm để chúng ta chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ đôi môi hàng ngày là gì? Các bạn cùng tham khảo nhé! Biện pháp thứ nhất là bổ sung nước cho cơ thể, từ đó giúp dưỡng ẩm cho đôi môi. Một trong những nguyên nhân khiến cho đôi môi trở nên nứt nẻ và xỉn màu chính là do không được bổ sung đủ lượng nước cần thiết. Vì vậy, việc đầu tiên bạn cần làm để cải thiện đôi môi của mình chính là uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Bạn có thể uống nước lọc, nước ép trái cây hay trà xanh đều được. Uống nước không chỉ giúp đôi môi bạn trở nên căng mọng mà còn giúp làm đẹp da rất hiệu quả. Đây là một trong những bí quyết để có đôi môi luôn đỏ, căng mọng cho các bạn gái. Lưu ý thứ hai là bạn nên sử dụng kem chống nắng cho môi. Bạn biết không, với tình hình thời tiết đầy nắng và gió như hiện nay, việc bỏ qua công đoạn chống nắng cho môi chắc chắn là sai lầm mà hầu hết các bạn đều mắc phải. Bạn có thể lựa chọn các loại son dưỡng ẩm có tác dụng chống nắng và dùng chúng trước khi bạn tô lớp son màu. Thêm vào đó, bạn cũng nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, vừa tránh được khói bụi, lại bảo vệ được đôi môi mỏng manh của chúng ta trước những tác động xấu của tia nắng mặt trời và khói bụi. Lưu ý thứ ba là sử dụng son môi chất lượng. Son môi gần như là một công cụ làm đẹp không thể thiếu của chị em trong hộp đồ trang điểm của mỗi người. Thế nhưng, sử dụng son môi cũng cần phải lựa chọn các loại uy tín, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối để bảo vệ làn môi được khỏe mạnh, tránh nhiễm một số loại hóa chất độc hại từ hàng giả
Hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ làm cho môi của chúng ta bị hủy hoại và nhanh chóng trở nên thâm sì, không còn hồng hào. Bên cạnh việc bảo vệ và làm đẹp môi từ bên ngoài, thì các chị em phụ nữ cũng cần chú ý tới việc ăn uống hàng ngày. Đó cũng chính là một trong những bí quyết làm môi đỏ tự nhiên. Bạn hãy tăng cường ăn nhiều rau củ và trái cây tươi, nhất là những thực phẩm chứa nhiều vitamin A và B mỗi ngày. Các dưỡng chất và vitamin có trong rau, củ, quả sẽ giúp nuôi dưỡng đôi môi của bạn khỏe mạnh, hồng hào ngay từ bên trong. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.